Chương 1 Giới thiêu nhân vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyễn Bảo Ngọc, 17 tuổi Xưng nó Ngoại hình Bình thường thì không đúng mà đẹp thì cũng không đúng, nói chung là dễ thương, nổi bật nhất là mắt to đen, mũi cao và da trắng, kèm theo đó là đôi môi hồng. Tính tình Là một đứa con gái cá tính, nhưng đôi lúc thì lại rất dịu dàng. Thân thế con gái miền Tây chính gốc, lên Sài Gòn để học. Nhà dưới quê không giàu nhưng đủ sống. Nhà có hai chị em. Luôn đối xử tốt với mọi người trừ một vài người. Nhưng ẩn sau đó nó có một thân thế rất rất bất ngờ. Ghét. Bọn hot boy, hawker nhà giàu mà chảnh, luôn sống nhờ vào đồng tiền của cha mẹ, khinh người Phạm Thảo Anh, 17 tuổi. Bạn thân của nó. Ngoại hình. xinh đẹp nổi bật nhất là dáng người chuẩn không cần chỉnh. Tính tình Dịu dàng như ánh nắng mùa thu, hay cười và rất tốt với bạn bè. Thân thế Con gái của tập đoàn thời trang FG Là ban phó của ban môn lai, ghét. Giống như Bảo Ngọc, Đặng Thùy Dương, 17 tuổi, em gái của hắn. Ngoại hình Đẹp miễn bàn, dáng người thì mặc đồ gì cũng đẹp. Tính tình Lạnh lùng ít nói, nhưng hễ mở miệng thì không ai đỡ nổi. Thân thế Tiểu thư của tập đoàn King World là ban phó của bang Môn Lai. Ghét Những đứa con trai mít ước nói nhiều Nam Đặng Hoàng Quân, hắn, 17 tuổi. Ngoại hình Mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm, mi công, mũi cao, răng thẳng tăm tắp, nói chung là co có gì mà để chê, khiến bao cô gái chết mê, chết mệt, tê, dê, tả ghê quá và chỉ yêu duy nhất một nờ dê, chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Tính tình. Lạnh lùng, ít nói vì một lý do. Nhưng khi gặp nó thì lại. Thân thế. Là người thừa kế tập đoàn kinh World, tập đoàn kinh doanh khách sạn, rì giọt hàng đầu thế giới, là một trong những người trẻ tuổi giàu nhất thế giới. Là thần đồng tinh học. Chỉ số IQ. 300, 300. Là ban chủ ban The Deep of Evil ghét. Những đứa con gái nói nhiều, bám víu, Nguyễn Trọng Kỳ, 17 tuổi, bạn thân của hắn. Ngoại hình Có vẻ đẹp dai hết biết, có mái tóc vàng hanh hanh, mắt một mí, tê, dê, giống dai hàng dễ sợ, mi công, mũi cao, nổi bật nhất là đôi môi hình trái tim hay cười để lộ chiếc trăng khỉnh. Tính tình Ân cần, có tài sát gái kinh khủng thay bộ như thay áo, tê, dê, ghét nhất là hạng người này, nhưng từ khi gặp người đó thì không quen ai nữa mà luôn luôn chung thủy. Thân thế Là người thừa kế tập đoàn SG tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới, là một nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, những bộ sưu tập của anh lúc nào cũng là bộ sưu tập đắt giá nhất. Ban phó ban the Deep Up Evil Ghét Những đứa con gái nhiều chuyện, Trần Hạo Thiên, 17 tuổi, bạn thân của tuổi hắn. Ngoại hình Body chuẩn, khuôn mặt baby, chiều cao khủng 1m85, mái tóc hung đỏ. Nổi bật nhất là nụ cười tỏa sáng làm đốn tim không biết bao nhiêu em. Tính tình vui vẻ, dễ thương, không thích quen ai, nhưng mà luật lệ bị phá bỏ bởi ai đó. Thân thế. Con trai độc nhất của tập đoàn phần mềm máy tính đứng đầu thế giới Larry. Sát thủ mạnh nhất bang The Deep Up Evil sau hắn. Nắm giữ nhiều quán bar lớn trong và ngoài nước, Phan Quốc Phong. 17 tuổi, bạn thân của tuổi hắn. Ngoại hình Body 6 muối, điển trai vô cùng, nổi bật nhất là đôi mắt màu huyết, con lai, like, sở hữu mái tóc màu hạt dẻ, tính tình. Kiêu ngạo lạnh lùng Thân thế Ít nói, có ánh nhìn sắc bén, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Thư kế tập đoàn Phan Gia, tập đoàn ô tô máy bay hàng đầu thế giới. Hậu vệ thân cận của hắn có tài pha chế độc dược. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.